thực sự là ngỡ ngàng trước một cái cảnh rất là đẹp như là biển lúa, đúng là biển lúa vàng, nó đẹp lắm luôn. Lần đầu tiên trong đời mình nhìn được cái cảnh như thế này mà mình cảm thấy nó vô cùng là đẹp. Những cái bị chụp bộ ổn nọ rồi bị chụp bộ nó rồi đấy, nó để lo để bị chứ sáng của ti chế băng nó rồi đó, những cái dụ ở dụ nọ rồi để chứ sáng của tăng ti chế băng mà nó rồi đó, những cái trong qua để ký phí phí ha sáng của ta ti chế ô chứ ký được đó sẽ là lo to.